chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, biết trước ý trời, gặp thời đổi vận, giàu có nhất dùng thiên hạ, đúng trong tháng 9, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay, đặc biệt là những người sinh năm 1970, tuổi Canh Tuất. Chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an và gặp may mắn trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung tử vi chi tiết của 4 tháng cuối năm 2024, xin cho phép chúng tôi gửi đến bạn một thông điệp đầy ý nghĩa. Cuộc đời giống như một chuyến hành trình dài, trong đó mỗi người là một hành khách đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, những giai đoạn thăng trầm, và cũng giống như mọi hành trình, không phải lúc nào con đường chúng ta đi cũng bằng phẳng, có lúc sẽ gặp những đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự kiên nhẫn, ý chí và niềm tin vào tương lai. Khi ta giữ vững được những điều đó, dù có đi qua bao nhiêu chông gai, chúng ta vẫn sẽ đến được đích với sự vinh quang và mãn nguyện. Đối với những quý vị tuổi Canh Tuất, giai đoạn 4 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm mang đến nhiều cơ hội quý giá, song song với đó cũng là những thử thách mà chỉ có sự kiên cường và quyết tâm mới có thể giúp bạn vượt qua. Dù là trong công việc, tài lộc hay cuộc sống gia đạo, mỗi khía cạnh đều chứa đựng những biến chuyển đáng chú ý. Và trong hành trình này, điều quan trọng không chỉ là bạn sẽ đối mặt với những gì, mà là bạn sẽ lựa chọn cách đối diện ra sao. Khi đứng trước các thử thách, nếu biết điều chỉnh tâm thế, giữ vững sự sáng suốt và đón nhận mọi thứ một cách bình tĩnh, mọi khó khăn đều có thể hóa giải. Thời điểm này là cơ hội tuyệt vời để bạn phát huy hết khả năng của mình, đồng thời đón nhận vận may từ những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn lao. Bản mệnh Canh Tuất không chỉ nổi tiếng với sự chân thành, thẳng thắn, mà còn là người có lòng kiên nhẫn vô bờ bến. Điều này sẽ trở thành lợi thế của bạn trong 4 tháng tới, bởi đây là thời gian cần sự bền bỉ và tinh thần trách nhiệm. Vận may sẽ đến với những ai biết nắm bắt cơ hội, nhưng vận hạn cũng sẽ gõ cửa nếu ta lơ là hoặc thiếu sự chuẩn bị. Trong 4 tháng cuối năm 2024 này, bản mệnh sẽ đối diện với những thăng về sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe, nhưng đừng lo lắng vì chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn, chỉ ra những cách hóa giải vận hạn và cách kích hoạt tài lộc, giúp bạn không chỉ vượt qua mọi thử thách mà còn đạt được những thành tựu to lớn. Đây là thời điểm của sự thay đổi, là giai đoạn mà bản mệnh Canh Tuất có thể chuyển hóa những khó khăn thành động lực phát triển mạnh mẽ. Trong video này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết vận mệnh của bạn từ tháng 9 đến tháng 12 hai âm lịch, giúp bạn hiểu rõ hơn về các cơ hội và rủi ro, cũng như cách để tận dụng chúng hiệu quả nhất. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết vận trình 4 tháng cuối năm 2024 cho tuổi Canh Tuất, để bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho mọi thay đổi sắp tới và bước vào năm mới với sự tự tin và thành công rực rỡ. Thưa quý vị, sau khi đã điểm qua bối cảnh chung của năm 2024, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào 4 tháng cuối năm để khám phá những vận hội cũng như thách thức dành cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Đây là giai đoạn quan trọng trong năm, không chỉ quyết định những gì bạn sẽ đạt được trong năm 2024, mà còn định hướng cho cả chặng đường năm 2025 sắp tới. Những tháng cuối năm âm lịch thường là thời điểm mà nhiều người bận rộn, bởi sự gấp rút hoàn thành những mục tiêu còn dang dở, chuẩn bị cho năm mới và đồng thời đối mặt với các thách thức từ cả công việc, tài chính lẫn đời sống cá nhân. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm vàng để bạn nắm bắt vận may, nhất là đối với những người tuổi Canh Tuất. Hãy cùng nhau phân tích từng tháng, từ tháng 9 đến tháng 12 âm lịch, để bạn hiểu rõ vận trình của mình và biết cách làm thế nào để tối ưu hóa mọi cơ hội trong thời gian này. Tháng 9 âm lịch, khởi đầu của những kế hoạch mới, cần sự thận trọng trong tài chính. Bước vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Canh Tuất sẽ có nhiều động lực và cảm giác hứng khởi để khởi động những kế hoạch mới. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn thực hiện những dự định lớn, đặc biệt là trong sự nghiệp và công việc kinh doanh. Tinh thần bạn sẽ tràn đầy nhiệt huyết và có khả năng cao những ý tưởng mới sẽ được hiện thực hóa thành công. Tuy nhiên, dù có nhiều cơ hội để phát triển, bạn cũng cần nhớ rằng tháng 9 là giai đoạn mà sự thận trọng trong quản lý tài chính phải được đặt lên hàng đầu. Những quyết định tài chính không rõ ràng hoặc thiếu cơ sở có thể dẫn đến những rủi ro bất ngờ. Vì thế, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào và luôn duy trì một khoản dự phòng cho những tình huống không lường trước. Bản mệnh cần chú ý đến việc chi tiêu,
tránh việc tiêu dùng quá mức hay đầu tư vào những dự án mang tính rủi ro cao. Thay vào đó, hãy tập trung vào những lĩnh vực mà bạn đã có kinh nghiệm và nắm rõ thị trường. Về phương diện tình cảm, tháng này có thể có một vài sự sao động nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng. Đây là lúc để bạn và người thân cùng nhau chia sẻ, động viên và thấu hiểu nhau hơn, giúp củng cố mối quan hệ gia đình. Tháng 10 âm lịch tài lộc khởi sắc, thuận lợi trong kinh doanh và đầu tư. Tháng 10 âm lịch sẽ mang lại cho tuổi Tuất sự khởi sắc rõ rệt trong tài chính. Đây là thời điểm mà những nỗ lực từ các tháng trước bắt đầu sinh hoa kết trái, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Nếu bạn đã có những khoản đầu tư trước đây, thì tháng này chính là thời điểm bạn nhìn thấy sự phát triển tích cực. Tài lộc sẽ có chiều hướng tăng trưởng, đặc biệt đối với những ai đang theo đuổi các dự án dài hạn, cơ hội để mở rộng mạng lưới kinh doanh, hoặc tiếp cận với những khách hàng tiềm năng mới cũng rất cao trong tháng này. Đây là thời điểm để bạn đẩy mạnh các kế hoạch mở rộng, hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược mới. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tiếp tục duy trì sự cẩn trọng, không nên quá vội vàng trong việc đưa ra những quyết định lớn. Tháng này cũng là thời điểm thích hợp để bạn tập trung chăm sóc sức khỏe của mình. Tài lộc dù khởi sắc, nhưng bản thân cần đảm bảo có đủ năng lượng để đối mặt với áp lực công việc, cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ. Về mặt tình cảm, tháng 10 sẽ mang đến sự hòa hợp êm ấm trong gia đình, các mối quan hệ xã hội cũng được cải thiện, giúp bạn có thêm nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp. Tháng 11 âm lịch, gia đạo bình ổn tình, cảm thăng hoa. Đến tháng 11 âm lịch, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự ổn định trong cuộc sống gia đạo. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc, là nơi mà bạn có thể dựa vào giữa những bộn bề công việc. Trong giai đoạn này, bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, tạo cơ hội để thấu hiểu và gắn kết mối quan hệ trong gia đình. Tình cảm trong tháng 11 sẽ rất thăng hoa, những ai đã lập gia đình sẽ thấy sự gắn bó với bạn đời ngày càng khăng khít. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn giải quyết những mâu thuẫn nhỏ, nếu có, trong các mối quan hệ xã hội và gia đình. Bản mệnh cũng nên chú ý đến việc mở rộng mạng lưới xã giao. Các mối quan hệ bên ngoài xã hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bạn trong sự nghiệp và có thể mang lại những cơ hội mới trong công việc. Về tài chính, tháng 11 sẽ không có quá nhiều sự thay đổi lớn, mọi thứ sẽ diễn ra khá bình ổn. Tuy nhiên, bạn vẫn cần duy trì sự thận trọng và tiếp tục quản lý tài chính một cách thông minh. Tháng 12 âm lịch, kết thúc năm với nhiều thành tựu, cần cẩn trọng với sức khỏe và mâu thuẫn nhỏ. Cuối cùng, chúng ta đến với tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng trong năm, cũng là giai đoạn mà người tuổi Canh Tuất sẽ gặt hái nhiều thành tựu quan trọng. Những nỗ lực trong suốt cả năm qua sẽ mang lại kết quả xứng đáng. Bạn có thể tự hào về những gì mình đã đạt được, dù là trong sự nghiệp hay tài chính. Tuy nhiên, tháng này cũng đòi hỏi bạn phải chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Cuối năm thường là thời điểm áp lực công việc tăng cao, cùng với đó là những buổi họp mặt, gặp gỡ khiến cho cơ thể dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi. Hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ bê việc chăm sóc sức khỏe và giữ cho mình một lối sống cân bằng. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận với các mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Đôi khi, áp lực công việc cuối năm có thể khiến mọi người dễ dàng mất kiểm soát và có những hiểu lầm không đáng có. Hãy lắng nghe và thấu hiểu người thân, tránh những tranh cãi không cần thiết để giữ hòa khí trong gia đình. Vậy là chúng ta đã phân tích qua vận trình của tuổi Canh Tuất trong 4 tháng cuối năm 2024. Qua những thông tin này, hy vọng rằng bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về các cơ hội và thách thức phía trước, từ đó chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mọi sự thay đổi và biến động trong cuộc sống. Tử vi chi tiết phân tích từng phương diện, sau khi đã nắm được tổng quan về vận trình trong 4 tháng cuối năm 2024, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào từng phương diện cụ thể trong cuộc sống của tuổi Canh Tuất. Từ sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, cho đến tình duyên và gia đạo, đây là những khía cạnh quan trọng sẽ quyết định mức độ thành công và hạnh phúc của bạn trong giai đoạn sắp tới. Về phương diện sự nghiệp, tháng 9 và 10, mở rộng cơ hội, thận trọng trong các quyết định lớn. Khi bước vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch, tuổi Canh Tuất sẽ thấy rõ những cơ hội lớn mở ra trong sự nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn đẩy mạnh công việc, đặc biệt là với những ai đang tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh hoặc có ý định thay đổi công việc. Sự nghiệp sẽ có nhiều biến chuyển tích cực nếu bạn biết cách tận dụng thời điểm này một cách khéo léo. Trong tháng 9, bạn sẽ cảm thấy tinh thần hứng khởi, có động lực để thực hiện những kế hoạch lớn. Tuy nhiên,
Hãy luôn nhớ rằng sự thành công chỉ đến với những ai biết kiên nhẫn và cẩn trọng. Đây không phải là thời điểm để bạn vội vàng đưa ra những quyết định quá táo bạo. Thay vào đó, hãy dành thời gian để lập kế hoạch dài hạn, xem xét kỹ lưỡng từng bước đi của mình. Điều này không chỉ giúp bạn tránh được những rủi ro không đáng có, mà còn mở ra con đường sự nghiệp vững chắc hơn trong tương lai. Tháng 10 sẽ tiếp tục mang đến nhiều cơ hội thăng tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh và quản lý. Đối với những người làm kinh doanh, đây là thời điểm để bạn mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác hoặc thực hiện những chiến lược mới nhằm tăng trưởng. Tuy nhiên, sự thành công trong tháng 10 cũng đi kèm với những thách thức về khối công việc và trách nhiệm, đòi hỏi bản mệnh phải quản lý công việc một cách khéo léo và chặt chẽ. Lời khuyên cho bạn trong 2 tháng này là hãy cẩn thận với những quyết định lớn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến hợp đồng hoặc thỏa thuận quan trọng. Đừng để sự nhiệt tình và áp lực công việc làm bạn mất đi sự sáng suốt. Nếu cảm thấy không chắc chắn về bất kỳ quyết định nào, hãy lùi lại và dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng. Về phương diện tài lộc, tài chính khởi sắc nhưng cần tránh chi tiêu hoang phí. Về mặt tài chính, tài lộc của tuổi Canh Tuất sẽ có những dấu hiệu tăng trưởng đáng kể trong 4 tháng cuối năm, đặc biệt là trong các tháng 10 và 12 âm lịch. Những ai đang đầu tư hoặc kinh doanh sẽ nhận thấy các khoản đầu tư trước đây bắt đầu sinh lời, mang lại kết quả khả quan. Tuy nhiên, để duy trì sự phát triển này, bản mệnh cần quản lý tài chính một cách thông minh và cẩn thận. Trong tháng 10, tài lộc của bạn sẽ khởi sắc mạnh mẽ, nhất là với những dự án kinh doanh dài hạn. Các nguồn thu từ đầu tư sẽ tăng lên, giúp bạn có thêm tài chính để thực hiện các kế hoạch mới hoặc củng cố nền tảng tài chính cá nhân. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần tránh rơi vào tình trạng chi tiêu hoang phí. Dù tài chính có cải thiện, nhưng không nên vì thế mà vội vàng chi tiêu quá đà cho những khoản không thực sự cần thiết. Hãy nhớ rằng, việc giữ lại một phần tài sản để dự phòng cho tương lai là điều cần thiết, bởi cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ. Đến tháng 12, tài chính sẽ tiếp tục ổn định và có dấu hiệu khởi sắc thêm một lần nữa. Đây là thời điểm tốt để bạn tái đầu tư vào những dự án có tính bền vững, hoặc bắt đầu nghĩ đến việc tích lũy cho những kế hoạch dài hạn như mua sắm bất động sản, đầu tư và giáo dục, hoặc chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Đặc biệt, hãy lưu ý đến việc quản lý chi tiêu cuối năm. Khi các khoản chi tiêu cho gia đình, bạn bè và xã hội tăng lên, đừng để những khoản chi tiêu này làm xáo trộn tài chính của bạn. Lời khuyên cho bản mệnh trong giai đoạn này là hãy luôn kiểm soát tài chính cẩn thận, quản lý các khoản thu và chi một cách khoa học, sẽ giúp bạn tránh được những rủi ro về tài chính và đảm bảo có một nguồn tài chính ổn định trong tương lai. Về phương diện sức khỏe, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Về mặt sức khỏe, bản mệnh tuổi Canh Tuất sẽ có một giai đoạn ổn định trong phần lớn thời cuối năm 2024. Tuy nhiên, tháng 9 và tháng 11 sẽ là những tháng mà bạn cần chú ý hơn đến sức khỏe của mình. Áp lực công việc và cuộc sống có thể khiến bản mệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Nếu không được giải tỏa kịp thời, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe tổng thể. Trong tháng 9, bạn có thể gặp phải những vấn đề nhỏ về sức khỏe như mất ngủ, căng thẳng do áp lực công việc. Để tránh tình trạng này, hãy cố gắng duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và dành thời gian thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, hãy chú ý đến chế độ ăn uống và đảm bảo rằng cơ thể bạn được cung cấp đủ dinh dưỡng để đối phó với áp lực công việc. Tháng 11 cũng là thời điểm mà bạn cần chú ý nhiều hơn đến việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Những căng thẳng trong công việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bạn không biết cách kiểm soát. Hãy nhớ rằng, sức khỏe là yếu tố quan trọng giúp bạn duy trì hiệu suất làm việc lâu dài. Vì vậy, đừng bỏ qua nó dù bạn đang bận rộn với công việc như thế nào. Lời khuyên, trong suốt 4 tháng cuối năm là hãy duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập thể dục thường xuyên. Đồng thời, bạn cần dành thời gian để thư giãn, giải tỏa căng thẳng để không bị áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Về phương diện tình duyên và gia đạo, sự ổn định và gắn kết trong gia đình. Cuối cùng, về mặt tình duyên và gia đạo, 4 tháng cuối năm sẽ mang đến cho tuổi Canh Tuất sự ổn định và hòa hợp. Gia đình là điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua những thách thức trong công việc và cuộc sống. Đây là thời điểm mà bạn sẽ cảm nhận rõ sự ấm áp và yêu thương từ gia đình và người thân. Đặc biệt, tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm thăng hoa trong mối quan hệ tình cảm của bạn. Những ai đã lập gia đình sẽ cảm thấy gắn bó hơn với người bạn đời.
và mối quan hệ gia đình trở nên êm ấm, hòa thuận. Đây cũng là lúc thích hợp để tổ chức các buổi gặp gỡ gia đình, bạn bè, giúp gắn kết thêm tình cảm và củng cố các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần lưu ý đến việc giữ gìn không khí hòa thuận trong gia đình, nhất là vào tháng 12, cuối năm thường là thời điểm áp lực công việc và cuộc sống tăng cao, dễ khiến bạn mất kiên nhẫn và gây ra những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình. Hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh, lắng nghe và chia sẻ với người thân để tránh những tranh cãi không đáng có. Lời khuyên trong tình duyên và gia đạo là hãy trân trọng và chăm sóc các mối quan hệ trong gia đình. Đừng để công việc và cuộc sống bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc. Khi nói đến hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc, đặc biệt trong những tháng cuối năm 2024, người tuổi Canh Tuất cần đặc biệt chú trọng vào các phương pháp giúp cân bằng năng lượng, bảo vệ vận mệnh và thu hút sự may mắn. Vận mạnh của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào những gì đã định sẵn, mà còn nằm ở cách chúng ta ứng xử và chuẩn bị cho các thách thức. Trong 4 tháng cuối năm này, bản mệnh Canh Tuất có thể đối mặt với một số khó khăn tiềm ẩn, nhất là trong tháng 9 và tháng 10, khi các vận hạn về tài chính và sự nghiệp có thể xuất hiện. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng các vật phong thủy và thực hiện những nghi thức tâm linh phù hợp, bạn hoàn toàn có thể hóa giải những khó khăn này và kích hoạt tài lộc giúp cuộc sống ổn định hơn. Thứ nhất, Canh Tuất có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc và bảo vệ vận mệnh. Vật phẩm phong thủy luôn được coi là một trong những cách hữu hiệu để cải thiện năng lượng và bảo vệ vận mệnh. Đối với người tuổi Canh Tuất, các vật phẩm phong thủy không chỉ giúp thu hút tài lộc mà còn bảo vệ khỏi những điều không may mắn. Trong giai đoạn 4 tháng cuối năm, bản mệnh nên cân nhắc sử dụng các vật phẩm phong thủy sau. 1. Thạch anh vàng. Đây là loại đá quý được xem như biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng. Thạch anh vàng có khả năng kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút tài lộc, đồng thời mang lại may mắn trong các quyết định tài chính. Bản mệnh có thể đeo vòng tay hoặc sử dụng các vật phẩm bằng thạch anh vàng để đặt trên bàn làm việc, giúp tăng cường sự tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Ngoài ra, nó cũng giúp giảm bớt căng thẳng, tạo cảm giác an yên trong tâm trí. 2. Tỳ hưu. Tỳ hưu là một linh vật phong thủy nổi tiếng trong việc chiêu tài, giữ của. Đối với người tuổi Canh Tuất, tỳ hưu có thể mang lại sự giàu có và bảo vệ tài sản. Bạn có thể đeo tỳ hưu như một món trang sức hoặc đặt tượng tỳ hưu tại nhà, trên bàn làm việc để bảo vệ tài lộc, đồng thời giúp hóa giải những năng lượng xấu, tránh những tai họa bất ngờ. 3. Dòng đá mã não. Mã não không chỉ là loại đá mang đến may mắn mà còn giúp cân bằng cảm xúc, giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Trong những tháng cuối năm, với áp lực công việc và cuộc sống tăng cao, dòng đá mã não sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định, kiên nhẫn hơn trước mọi tình huống. Vật phẩm này cũng mang lại sự bảo vệ và chống lại những rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính. Kết hợp sử dụng những vật phẩm phong thủy này, bản mệnh sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong vận trình, không chỉ ở sự nghiệp mà cả trong đời sống gia đạo và tài chính. Tuy nhiên, quan trọng nhất là bạn cần sử dụng chúng với niềm tin và tâm hồn trong sáng, kết hợp với các hành động thiện nguyện để tăng cường phúc đức. Thứ hai, thường xuyên thắp hương, sông nhà và cúng bái gia tiên để hóa giải vận hạn. Phong thủy không chỉ dừng lại ở việc sử dụng các vật phẩm mà còn bao gồm các nghi thức tâm linh như thắp hương, sông nhà và cúng bái gia tiên. Đây là những phương pháp giúp thanh tẩy năng lượng xấu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho năng lượng tích cực lưu thông, hóa giải những khó khăn mà bạn có thể gặp phải trong những tháng cuối năm. 1. Thắp hương và cúng bái gia tiên. Người Việt luôn có truyền thống thờ cúng gia tiên, và việc thực hiện nghi thức này trong 4 tháng cuối năm sẽ giúp bản mệnh hóa giải vận hạn, đặc biệt là trong các tháng 9 và 10. Khi bạn thắp hương, hãy dâng lên tổ tiên những lời cầu nguyện chân thành, xin sự che chở và hướng dẫn từ gia tiên để vượt qua khó khăn. Điều này không chỉ tạo sự bình yên trong tâm hồn mà còn giúp bạn cảm thấy vững tin hơn trong cuộc sống. 2. Sông nhà. Một trong những cách thanh tẩy không gian sống hiệu quả nhất là sông nhà. Sông nhà bằng các loại thảo dược như trầm hương, bồ kết hay giỏ bưởi sẽ giúp loại bỏ năng lượng xấu, làm sạch không gian, đồng thời mời gọi năng lượng tốt đến với gia đình bạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong tháng 9 và 10, khi có khả năng vận hạn tài chính và công việc xuất hiện. Thực hiện việc sông nhà định kỳ sẽ giúp không gian sống của bạn luôn sạch sẽ,
thoáng đãng, tạo điều kiện thuận lợi cho vận may và tài lộc phát triển. 3. Làm việc thiện tích phúc đức. Một trong những cách mạnh mẽ nhất để hóa giải vận hạn chính là làm việc thiện và tích đức. Khi bạn giúp đỡ người khác làm từ thiện, những năng lượng tích cực sẽ quay trở lại với bạn. Điều này không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc an lạc hơn, mà còn hóa giải những khó khăn tiềm ẩn trong cuộc sống. Làm việc thiện cũng giúp thu hút thêm vận may và tài lộc trong những tháng cuối năm. Đây là cách để tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống và đảm bảo rằng bạn luôn được che chở, bảo vệ khỏi những vận hạn không may. Thứ ba, những lời khuyên quan trọng để tăng cường may mắn trong 4 tháng cuối năm. Bên cạnh các nghi thức và vật phẩm phong thủy, bạn cũng cần chú ý đến cách ứng xử và hành động trong cuộc sống hàng ngày để tối ưu hóa vận may. Dưới đây là những lời khuyên quan trọng. 1. Cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Trong những tháng cuối năm, bản mệnh cần chú ý đến cách giao tiếp với mọi người xung quanh. Những lời nói thiếu suy nghĩ hay những tranh chấp nhỏ nhặt có thể dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh, nhã nhặn và cẩn trọng trong mọi cuộc giao tiếp, đặc biệt là trong tháng 10 và tháng 12, khi áp lực cuộc sống có thể khiến bạn dễ mất kiểm soát. 2. Tránh các xung đột không cần thiết. Vận hạn đôi khi đến từ những mâu thuẫn không đáng có trong công việc và gia đình. Trong giai đoạn này, hãy tránh tham gia vào các cuộc tranh cãi không cần thiết. Hãy chọn cách lùi bước, nhẫn nhịn để giữ gìn hòa khí và tránh xung đột. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những vận hạn không đáng có và duy trì được sự bình yên trong cuộc sống. 3. Tích cực tạo dựng các mối quan hệ tốt. Quan hệ xã hội là một yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc sống. Trong 4 tháng cuối năm, hãy dành thời gian để mở rộng mối quan hệ, xây dựng sự tin tưởng với những người xung quanh. Các mối quan hệ xã hội tốt đẹp sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội tài lộc và hỗ trợ khi gặp khó khăn. Những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm 2024. Trong bối cảnh 4 tháng cuối năm 2024, dù tuổi Canh Tuất sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và tài chính, nhưng không thể bỏ qua những yếu tố tiêu cực và nguy cơ tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến vận trình của bạn. Dưới đây là những điều mà người tuổi Canh Tuất nên tránh trong giai đoạn này để duy trì sự ổn định và cân bằng trong cuộc sống. Hãy lưu ý những lời khuyên sau để có thể hóa giải các vận hạn và tránh những sai lầm đáng tiếc. 1. Tránh sai lầm trong đầu tư, cẩn trọng với các dự án rủi ro cao. Đầu tiên, đối với những người tuổi Canh Tuất, việc đầu tư trong 4 tháng cuối năm có thể mang đến cả cơ hội và rủi ro, đặc biệt vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Khi bạn có thể cảm thấy muốn mạo hiểm hơn trong các dự án kinh doanh, cần đặc biệt lưu ý tránh xa các dự án có tính rủi ro cao hoặc không rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, nhiều người sẽ bị cám dỗ bởi các cơ hội đầu tư sinh lời nhanh, nhưng thực tế, những cơ hội đó thường đi kèm với rủi ro lớn. Nếu bạn bị hấp dẫn bởi những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhưng không được kiểm chứng rõ ràng, nguy cơ mất mát là rất cao. Điều này có thể dẫn đến tổn thất tài chính, thậm chí ảnh hưởng xấu đến tâm lý và công việc của bạn. Thay vào đó, hãy chọn các hình thức đầu tư an toàn, có nền tảng vững chắc và đã được kiểm chứng. Nếu bạn có dự định mở rộng kinh doanh hoặc đầu tư thêm vào lĩnh vực mới, hãy chắc chắn rằng mình đã nghiên cứu kỹ càng và có sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm. Tránh việc vội vàng đưa ra quyết định, đặc biệt là vào tháng 9, khi năng lượng của bản mệnh dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn là lý trí. Lời khuyên, đừng để lòng tham chi phối các quyết định đầu tư của bạn. Hãy luôn giữ một phần tài chính dự phòng, đảm bảo rằng bạn có thể đối mặt với những tình huống không mong muốn. Đừng quá kỳ vọng vào những dự án không rõ ràng, mà thay vào đó, hãy tập trung vào các kế hoạch dài hạn, bền vững. 2. Tránh xung đột gia đình, kiểm soát căng thẳng và tạo không khí hòa thuận. Tiếp theo, trong 4 tháng cuối năm, áp lực công việc và tài chính có thể ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của bạn, đặc biệt là vào tháng 12 âm lịch. Đây là thời điểm mà nhiều người bắt đầu cảm thấy kiệt sức vì phải chạy đua với các mục tiêu năm cũ, đồng thời chuẩn bị cho các kế hoạch của năm mới. Trong bối cảnh này, căng thẳng dễ dàng dẫn đến xung đột trong gia đình và nếu không được kiểm soát kịp thời, nó có thể để lại những hệ quả tiêu cực. Người tuổi Canh Tuất với tính cách thẳng thắn và đôi khi hơi cứng đầu có thể gặp phải tình huống xung đột với người thân. Nếu bạn không biết cách kiểm soát cảm xúc của mình, những tranh cãi, hiểu lầm trong gia đình thường bắt nguồn từ sự mệt mỏi về tinh thần và cảm giác thiếu kiên nhẫn. Đặc biệt vào tháng 12, khi áp lực công việc tăng cao,
bạn có thể dễ dàng mang những căng thẳng từ công việc về nhà, ảnh hưởng đến không khí gia đình. Vì thế, trong 4 tháng cuối năm, hãy luôn cố gắng giữ bình tĩnh và không để công việc ảnh hưởng đến gia đạo. Khi cảm thấy mệt mỏi, thay vì tranh cãi, hãy lùi lại nghỉ ngơi và tìm cách giải tỏa căng thẳng. Đôi khi, chỉ cần dành thời gian để trò chuyện nhẹ nhàng với người thân cũng giúp bạn lấy lại cân bằng và giảm thiểu căng thẳng. Lời khuyên, hãy luôn nhớ rằng gia đình là điểm tựa vững chắc của bạn, đặc biệt trong những lúc căng thẳng. Đừng để những hiểu lầm nhỏ nhặt làm tổn hại đến mối quan hệ gia đình. Hãy dành thời gian cho những buổi gặp mặt, giao lưu gia đình, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ bé để duy trì không khí ấm áp và hòa thuận trong gia đình. 3. Tránh lối sống thiếu khoa học, bảo vệ sức khỏe để duy trì năng lượng tích cực. Một yếu tố quan trọng khác mà tuổi Canh Tuất cần đặc biệt lưu ý trong 4 tháng cuối năm là lối sống và sức khỏe. Khi công việc dần trở nên bận rộn hơn, nhiều người dễ dàng bỏ bê sức khỏe của mình, khiến cho cơ thể mệt mỏi và suy giảm năng lượng. Nếu bạn không chú ý đến việc duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, các vấn đề sức khỏe có thể xuất hiện, ảnh hưởng đến năng suất công việc và cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, bản mệnh cần tránh việc thức khuya và căng thẳng kéo dài. Trong những tháng cuối năm, việc phải chạy đua với các mục tiêu, kế hoạch có thể khiến bạn dễ dàng rơi vào tình trạng làm việc quá sức. Nếu không được nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể sẽ dần kiệt sức, dẫn đến tình trạng suy nhược, mất cân bằng cảm xúc và ảnh hưởng đến khả năng xử lý công việc. Để duy trì sức khỏe tốt trong 4 tháng cuối năm, hãy đặt ra cho mình những thói quen sinh hoạt khoa học. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe là nền tảng của sự thành công. Nếu bạn không có sức khỏe tốt, mọi nỗ lực và cố gắng trong công việc sẽ trở nên vô nghĩa. Vì thế, hãy luôn dành thời gian để tập thể dục, duy trì chế độ ăn uống cân bằng và ngủ đủ giấc. Lời khuyên, tránh thức khuya. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để cơ thể phục hồi sau những ngày làm việc căng thẳng. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc vận động, thư giãn hoặc đơn giản là ngồi thiền để cân bằng tinh thần. Điều này sẽ giúp bạn duy trì sự tỉnh táo, năng lượng tích cực và khả năng xử lý công việc một cách hiệu quả hơn. Với người tuổi Canh Tuất, 4 tháng cuối năm 2024 sẽ là thời điểm quan trọng để hoàn thành các mục tiêu và chuẩn bị cho năm mới. Tuy nhiên, những vận hạn và khó khăn không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là bạn phải biết cách kiểm soát và vượt qua chúng bằng việc tránh xa các dự án rủi ro, giữ gìn hỏa khí trong gia đình và duy trì lối sống khoa học. Bạn hoàn toàn có thể đảm bảo cho mình một giai đoạn cuối năm bình yên, thành công. Hãy luôn nhớ rằng, vận mệnh là do chính bạn nắm giữ. Khi bạn biết cách kiểm soát hành động và tâm lý của mình, mọi khó khăn đều có thể hóa giải và những cơ hội lớn sẽ đến với bạn. Hãy kiên nhẫn, bình tĩnh và tập trung vào những điều quan trọng. Đó chính là cách tốt nhất để đảm bảo thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị khán giả, đặc biệt là những người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, chúng ta đã cùng nhau đi qua nhiều phân tích chi tiết về vận mệnh của bản mệnh trong 4 tháng cuối năm 2024. Tuy nhiên, để thật sự hiểu rõ và nắm bắt được vận trình, chúng ta cần phải nhìn nhận lại quá khứ, đồng thời học hỏi những bài học quý giá từ những thăng trầm mà tuổi Canh Tuất đã trải qua. Khi nói đến cuộc đời của người tuổi Canh Tuất, có lẽ nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến những giai đoạn khó khăn, vất vả mà bản mệnh đã phải đối mặt, những năm tháng miệt mài lao động cống hiến cho sự nghiệp và gia đình, đôi khi không mang lại ngay kết quả mà bạn mong đợi. Dường như số mệnh của tuổi Canh Tuất được định sẵn để trải qua những thử thách, nhưng cũng chính từ đó mà họ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm giúp vượt qua khó khăn. Nếu chúng ta nhìn lại hành trình của người tuổi Canh Tuất từ thời trẻ đến hiện tại, không khó để nhận ra rằng đây là một con giáp phải trải qua nhiều biến động. Tuổi Canh Tuất nổi tiếng là những người chăm chỉ, chân thành và luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi việc. Nhưng cũng không ít lần bản mệnh phải đối diện với những thất bại, từ sự nghiệp đến cuộc sống gia đình, khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi và đôi khi muốn buông xuôi. Tuy nhiên, chính sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm đã giúp tuổi Canh Tuất vượt qua những khó khăn tưởng chừng như không thể. Trong cuộc sống, không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận buồm xuôi gió. Những giai đoạn khó khăn chính là cơ hội để bản mệnh học cách mạnh mẽ hơn, học cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Đó chính là bài học quan trọng nhất mà người tuổi Canh Tuất cần ghi nhớ. Cuộc sống luôn có những thăng trầm, nhưng nếu bạn giữ vững được tinh thần và niềm tin, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Chính vì thế, trong 4 tháng cuối năm 2024 này, bản mệnh cũng cần tiếp tục giữ vững sự kiên nhẫn và quyết tâm, dù có những thử thách xuất hiện.
nhưng đó chỉ là bước đệm để bạn tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp và cuộc sống. Hãy luôn tự nhắc nhở mình rằng mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, và sau mỗi lần thử thách bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn, học cách cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Một trong những bài học lớn nhất mà người tuổi Canh Tuất cần thấu hiểu trong giai đoạn này là học cách cân bằng giữa công việc, gia đình và cuộc sống cá nhân. Thực tế, nhiều người tuổi Canh Tuất thường quá chú trọng vào công việc và sự nghiệp, đôi khi bỏ qua những giá trị quan trọng khác trong cuộc sống, như gia đình và bản thân. Điều này dễ dàng dẫn đến tình trạng căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí là mất cân bằng trong cuộc sống. Trong 4 tháng cuối năm, khi công việc dồn dập và áp lực tăng cao, điều quan trọng là bản mệnh phải biết cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý. Dù bạn có thể bận rộn với công việc, nhưng đừng quên rằng gia đình luôn là điểm tựa quan trọng nhất. Dành thời gian cho những người thân yêu, chăm sóc bản thân và tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống là điều cần thiết để duy trì tinh thần mạnh mẽ và cân bằng. Bên cạnh đó, việc chăm sóc sức khỏe cũng không kém phần quan trọng. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả sức khỏe tinh thần cũng cần được chú ý. Những căng thẳng trong công việc và cuộc sống nếu không được giải tỏa kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn đến những quyết định sai lầm và khó khăn không đáng có. Lời khuyên, hãy học cách nói không với những việc không quan trọng, dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn, dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Vì đó chính là nguồn năng lượng giúp bạn vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, sống lạc quan và tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy ắp những điều lớn lao, mà đôi khi niềm hạnh phúc lại đến từ những điều giản dị, nhỏ bé nhất. Đây cũng là bài học mà người tuổi Canh Tuất nên thấm nhuần trong giai đoạn này. Những áp lực về sự nghiệp, tài chính hay các mối quan hệ đôi khi khiến bạn cảm thấy cuộc sống quá phức tạp và nặng nề. Nhưng nếu biết cách tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đừng để những lo toan trong cuộc sống che mờ đi những niềm vui nhỏ bé xung quanh bạn. Một buổi tối bên gia đình, một bữa cơm ấm cúng, hay chỉ là những khoảnh khắc thư giãn bên tách trà, đó cũng là những niềm vui giản dị nhưng vô cùng quý giá. Khi bạn biết cách trân trọng và tận hưởng những điều này, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn và bạn sẽ cảm thấy hài lòng hạnh phúc với những gì mình đang có. Đặc biệt, trong 4 tháng cuối năm, hãy luôn duy trì thái độ lạc quan, mọi khó khăn chỉ là tạm thời, và với tinh thần tích cực bạn sẽ dễ dàng tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề. Sự lạc quan không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn mang đến cho bạn nguồn năng lượng tích cực để thu hút thêm vận may trong cuộc sống. Lời khuyên, đừng quá lo lắng về những gì bạn chưa đạt được, mà hãy học cách biết ơn và trân trọng những điều bạn đang có. Cuộc sống không hoàn hảo, nhưng nếu bạn biết cách tận hưởng từng khoảnh khắc, bạn sẽ tìm thấy niềm vui từ chính những điều giản dị nhất. Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là một hành trình không ngừng học hỏi và trải nghiệm. Đối với người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, những khó khăn trong quá khứ đã giúp bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Trong 4 tháng cuối năm 2024, dù còn nhiều thách thức đang chờ đón, nhưng hãy luôn nhớ rằng, với sự kiên nhẫn, quyết tâm và thái độ lạc quan, bạn hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Cuộc sống là một hành trình dài và mỗi bước đi trên hành trình đó đều mang đến những bài học quý giá. Hãy tiếp tục giữ vững niềm tin, đồng thời học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Để bạn luôn cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình đang có, mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, và sau tất cả, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã trở nên mạnh mẽ và thành công hơn rất nhiều. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa đi qua toàn bộ bức tranh tử vi cho tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong 4 tháng cuối năm 2024. Qua những phân tích chi tiết, có thể thấy rằng đây là một giai đoạn mang đến rất nhiều cơ hội lớn, đặc biệt là về tài lộc và sự nghiệp. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức mà bản mệnh cần đối mặt, từ việc quản lý tài chính cẩn trọng, đến việc chăm sóc sức khỏe và duy trì hòa khí trong gia đình. Những tháng cuối năm này, bản mệnh Canh Tuất có thể tận dụng tốt những cơ hội để phát triển sự nghiệp, đầu tư thông minh và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng đồng thời hãy luôn lưu tâm đến việc giữ gìn sức khỏe, bởi áp lực công việc và cuộc sống có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Hãy chăm sóc cho bản thân, đừng quên quan tâm đến gia đình và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đây là lúc bạn nên tận dụng triệt để vận may và hóa giải mọi vận hạn, để cuối năm không chỉ là thời gian thu hoạch, mà còn là thời điểm để bạn nhìn lại và chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
Quý vị thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ ngay để nhiều người khác cũng có thể nhận được những thông tin giá trị. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi và bật chuông thông báo. Để không bỏ lỡ những bản tin tử vi hữu ích trong thời gian tới, hãy để lại bình luận dưới video để chia sẻ cảm nhận và góp ý của quý vị. Chúng tôi rất mong được lắng nghe từ quý vị. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.